Alo mọi người. Hello mọi người. Nay mình lại đi Rossi. Đó, chuẩn bị Halloween. Chuẩn bị ngày lễ hội hóa trang Halloween. Gọi là Halloween. Ngày ma quỷ. Đó, người ta chuẩn bị rồi nè. Những cái đó, nón phù thủy nè, những cái bí, làm hình cái bí, đầu lâu, trang trí cho ngày Halloween, lễ hội ma quỷ. Lễ hội ma quỷ ở nhà. Ồ, con cái này đẹp quá ha. Cóc là cậu ông trời. Cóc ngồi thiền. Ngồi thiền giơ tay lên. Cậu trời. Chuồn chuồn. Đó, rồi con những cái rổ. Cái xô để gọi là gì? Để đựng đồ giặt. Đó, để xô cái này đựng đồ giặt. Móc nè, giặt đồ xong phơi lên. Móc phơi đồ. Ok. Ồ, mấy cái này đẹp. khăn trắng quá trời khăn. Đó, này nó bày khăn ra bán quá trời. Khăn tắm. Này dép. Rồi cái này là dép. Đây là khung nhà dày. Khoan coi, 75% rồi. Đây là áo quần nam, hình như áo quần nam. Đó, đông xếp hàng. Đó, ở đây ta xếp hàng tính tiền. Đó, xếp hàng dài luôn, dài ra tới ngoài luôn. Đó, xếp hàng tính tiền. Đèn màu. Đẹp xa rồi. Trong tim đã tan nhau xa rồi. Cái này là đồ máy móc. Vali quá trời vali luôn. Ta xếp hàng đợi tính tiền quá trời. Hàng này vali. Đó, khu tính tiền. Ôi là lắc.
Trên này là nước hoa, nước hoa mà nó đựng trong mấy cái lồng kiến, nó lồng trong cái kiến để người ta khỏi ăn cắp. Khi mà người ta tới mua thì sẽ mở cái kiến ra để khi mà tâm đi mở cái này ra để nó sẽ lấy lại cái này, có chỗ mở nên lấy lại cái này được cái chai nước hoa thôi. Nó đựng do lịch sự, lồng trong này lịch sự. Đó, giỏ sách cũng vậy, giỏ sách nó cục cái dây khỏi dây là gắn cái alarm khỏi bị ăn cắp. Rồi tay máy tay chân. Quần này trắng, quần thể dục màu trắng, dơ giấy, nó sạch sẽ. Cà phê chùm chùm phê chiếc chùm gạo quả trứng gạo ba cô gái gạo nếp sụt sụt ra sụt ra nếp thơm mè. Thank you.